Trương Gia Đại Sư khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đã nhận lời. Tôi học Phật 59 năm rồi. Giảng kinh dạy học 52 năm. Không có đạo tràng. Một mình đi khắp nơi. Xem như pháp duyên không tồi. Bất luận đi đến đâu cũng có người hoan nghênh tiếp đón. Nhưng rất tiếc là bây giờ rất ít người học Phật. Vì sao vậy? Bởi quá vất vả. Không chịu khổ thì không học được đâu. Học Phật phải chịu được khổ, phải trì được giới. Giới là vô thượng bồ đề bổn. Vô thượng bồ đề chính là thành Phật. Thành Phật căn bản ở chỗ trì giới. Học giới luật từ đâu? Học từ đệ tử quy, cảm ứng thiên. Giới luật của đạo Phật học từ thập thiện nghiệp. Vì sao ngày nay thập thiện nghiệp cũng không hành được? Thập thiện nghiệp đạo còn có nền tảng. Ngày xưa ba nhà Thích, Đạo, Nho vừa nhập môn là cội rễ. Đệ tử quy của nhà Nho, cảm ứng thiên của nhà Đạo, thập thiện nghiệp của Phật giáo, nền tảng Thích, Đạo, Nho đều phải học hết. Nhất định phải học tập từ đệ tử quy. Vì đó là nền tảng đầu tiên, giống như xây nhà vậy. Đó là nền móng. Cảm ứng thiên là tầng 1. Thập thiện nghiệp đạo là tầng 2. Nếu quý vị không hạ thủ từ đây thì quý vị không thể nhập môn được. Nhiều năm rồi, tôi đã đi qua nhiều quốc gia, tiếp xúc với rất nhiều người học Phật. Đại đa số là đồng bào Hoa Kiều, cư trú ở hải ngoại. 10 năm trở lại đây, tôi tiếp xúc với nhiều tôn giáo trên thế giới. Tôn giáo nào cũng hay. Đúng một là tất cả. Sự tu học của mỗi tôn giáo đều là hai câu này. Phải trì giới, phải chịu được khổ thì mới học được điều hay. Nếu không trì giới, không chịu khổ được thì cũng vậy. Cũng không thể thể nhập vào cảnh giới của thánh hiền. Điều này vô cùng quan trọng.